Chào mừng tất cả anh chị, quý vị và các bạn. Và hôm nay salon em sẽ giới thiệu đến anh chị, quý vị và các bạn một con xe mới về tại salon. Và đây là một con xe Hyundai i10. Một con xe mà nhập khẩu luôn nhá, bản sedan nhưng mà là xe nhập khẩu 2016. Mang biển số Hà Nội. Một con xe màu bạc. Đây, 30G 32224. Đây là toàn bộ tổng thành phía bên ngoài xe. Con xe này thì là một con xe mà được đánh giá nó là khá là đẹp và bảo hành luôn cho anh chị và các bạn về đâm đụng tai nạn ngập nước. Đấy, anh chị và các bạn nào mà muốn sở hữu thì có thể yên tâm về phần đâm đụng tai nạn ngập nước. Đây phần cốp đây, em vừa mới mở cốp lên. Thì con xe này nó đi đâu đó 2016 thì xe nó cũng rơi vào khoảng chục vạn rồi. Đấy, lốp dự phòng thì nó cũng hạ rồi. Tuy nhiên những cái phần nỉ như thế này nó còn đẹp. Sơn sơn tỉa thì chắc chắn là đời này là sẽ có, nhưng mà về phần keo chỉ thì anh chị và các bạn hoàn toàn là yên tâm. Đấy. Keo chỉ là không mất phân nào cả. Máy thì là máy zin. Đấy, con xe này có hệ thống trang bị cam lùi rồi. Đây. Có mắt cam lùi đây. Xe nhập bản đủ với 4 quả la răng đúc. Hệ thống tích hợp xi nhan gương. Xe màu bạc. Đấy, anh chị các bạn nhìn phần đầu này, phần đèn của nó rất là sáng. Còn về phần ba là sốc như thế này. Đây đèn gầm, đèn gầm rất là sáng nha. Nhưng mà phần ba là sốc. Đấy, và những cái phần như thế này thì là cũng có sơn lại rồi, đó là điều chắc chắn luôn. Với những cái đời như thế này thì xước sát ở phần sát phần gầm như thế này thì là không tránh được có sơn tỉa, chỉ là sơn tỉa thôi nhé. Đấy, chúng ta vào bên trong nội thất. Đây là nội thất. Nội thất của dòng xe này thì là hai màu. Đa số với cái dòng xe i10 và bản sedan như thế này thì nó là xe nội thất màu như thế này, đa số là màu như thế này. Xe không có dịch vụ taxi gì cả. Màn hình trang bị màn hình Android. Có màn hình trên gương. Đấy, trang bị nó khá là đầy đủ đấy. Trần thì vẫn giữ nguyên là lớp trần nỉ này. Đấy. Đằng sau thì có dán chống nắng kìa. Ghế ra đây. Với những cái con xe như thế này thì hiện tại tại salon 2016 xe nhập khẩu bản đủ đang được bán với giá nó rơi vào là 260 triệu. Có bán bao rút hồ sơ. Đấy, 2016 nhá. Với thời điểm giá xe như thế này thì là nó khá là rẻ rồi. Với những con xe i10 mà một đầu ấy vào khoảng tầm 2 tháng trước 2015 nó cũng rơi vào khoảng tầm 250-255 triệu rồi. Nhưng con này 2016 xe nhập mà đặc biệt là bản sedan giá nó cũng chỉ rơi vào khoảng có 260 triệu thôi. Con xe này em chưa dọn, em vừa về vào ngày hôm qua và quay video luôn, bởi vì rất nhiều bác có nói là tại sao dạo này ít lên video xe. Sẽ mở chìa khóa lên này. Nó đi vào hơn 12 vạn. Hơn chục vạn rồi như em nói ngay ở phần đầu. Màn hình Android. Hoạt động tốt. Xe chưa hề dọn một chút nào cả. 2016 đến nay 2021 mà xe nó đi hơn chục vạn xịn. Thì nói chung là cũng đi khá khá đấy, cũng không phải là một con xe đi ít, nhưng mà tổng thành thì cũng khá khá là đẹp. Chứ còn về nó vẫn còn giữ nguyên bản, chứ còn về độ ODO thì có lẽ thì xe đánh giá của em nó cũng gọi là đi hơi nhiều đấy.
Đấy là tổng thành chung. Và chúng ta đi qua phần máy của nó. Đây là toàn bộ khoang máy của con i10 này. Máy của bản này nó là máy 1.2 này. Máy 1.2 nhập khẩu. Có hệ thống phanh ABS đầy đủ, 4 la răng đúc và hệ thống phanh ABS. Đấy, đây là cục máy ABS. Ắc quy thì mới thay 20 tháng 2 2020. Máy thì là máy vẫn zin. Đấy, bảo hành cho anh chị và các bạn về đâm đụng tai nạn ngập nước cũng như là xe không có khoan đục taxi. Đấy, đóng hãng gì cả, gắn màu gì cả, nó là bảo hành cho anh chị và các bạn. Còn xe con này thì cũng có thể là cũng có nó đã đưa qua gia đình một tí, mặc dù máy zin. Này, máy vẫn zin nhá. Nhưng mà nó cũng đi 12 vạn. 2016 đi 12 vạn. Nếu mà anh chị và bạn lựa chọn con xe này mà về chúng ta chạy gia đình hoặc là chạy thêm dịch vụ vẫn hoàn toàn rất ổn với máy. Máy nó đi khoảng chục vạn thì hơn chục vạn thì cũng chưa có vấn đề gì chúng ta phải làm máy cả. Máy nó rơi vào khoảng tầm hai mấy đến 30 vạn là chúng ta phải làm máy. Đấy. Nhưng mà con xe này thì tầm này máy vẫn zin, nó là ok. Không có vấn đề gì chúng ta phải lo lắng cả. Và có bảo hành về taxi cũng như là đâm đụng tai nạn ngập nước rồi nên anh chị hoàn toàn có thể yên tâm. Đó thì đó là video mà em vừa quay và giới thiệu đến anh chị và các bạn con Hyundai i10 bản sedan nhập khẩu 2016 và xe chỉ có 260 triệu thôi. Bản đủ 1.2, trang bị ở bên trong khá là nhiều tiện ích rồi. Thì nếu anh chị và các bạn có nhu cầu về dòng xe này thì có thể liên hệ số điện thoại mà em để ở dưới màn hình hoặc đến trực tiếp tại salon để em có thể tư vấn cho tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.